Đây này các bác này, trời đang mưa nhỏ nhá, lúc tạnh lúc mưa, thế là mấy anh em ở nhà cũng chán, ở mưa cũng đi nhá, cứ đi ra bãi, những cái bãi sậy này rất là rộng. Mưa này không biết chim là có bay không. Có thì anh em hái rau nhá, ăn rau nhiều khi. Trong bãi sậy này nhá, thằng nào gà rừng, gà rừng. Chuẩn bị nhìn nhá, cao lắm rồi. Đây này, đây này, cao lắm rồi. Nhìn nhìn rõ nhá. Kìa kìa. Đấy đấy, nó chiều gì cũng sẽ về hướng đằng này thôi. Kìa nhá. Ui. Nó sẽ bay về búi bên này mà. Ây giờ cao trên ngọn nhá. Ô, kia 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 kia, ôi, kia rồi, gốc cây bưởi, đấy đúng chỗ đấy ạ, bảy xa thật đấy. Hãy vào đây mà. Ui, chạy nào được. Chạy nào được. Đã được một em. Kìa. Yeah. Mộc. Đuổi bắt ngay như vậy kịp luôn. Chạy vòng. Phải đâu. Đây. Tiếp tục đi đuổi nhé. Trời thì vẫn đang mưa. Bốn anh em chia nhau ra đi nhé. Bãi rất là rộng. Giờ mới chỉ được một con. Nó lao vào đấy mà. Con chó lao vào đấy mà. Không. Ôi kìa kìa kìa. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Ôi. Trên này rồi. Đấy, xuống đi. Nó vẫy đuôi này kìa. Đúng cái vải lau người ta rút. Đâu rồi? Vẫn chưa ngọn lau à? Không có đâu. Sắp xuống dưới, cứ ở dưới đi. Có như là bay qua ở đây, quang tây mà. Đấy, nó đang lần không biết hướng nào. Ui. Ui. Móc. Trúng chưa mà nhặt. Đúng rồi. Chạy. Móc. À. Ở đâu? Ở đâu mà móc? Nhìn lên trên. À, đây gì? Đây gì? Đây các bác nhá. Móc. Tuyệt vời, hai em. Ô, ai đặt đốt cái bãi lau này không thì
khó mà kiếm đấy nhỉ. Đang gặp một con ở dưới. Ui. Ui, ui. Ôi 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 ôi. À, ui, ui, ui. Đấy, đấy, đấy. Đón cả về đằng kia, đón cả về đằng kia đấy. Mọi người sang kia đi. Hai người ở đây làm gì, mọi người đi về đâu kia. Sang đấy rồi. Chắc chắn nó lại sang đầu kia đấy. Đấy, sang đấy rồi. Đâu ơi, móc bắt được chưa? Một người sang bên bãi ngô nãy đi. Đâu ấy? À, đây thầy. Em nó đã bắt được. Ôi. Móc được rồi, bắt được rồi. Bắt được rồi. Em nữa các bác nhé. Ba em. Trong này à? Quay vào đây. Kia. Lên. Đâu? Chưa. Khúc chuẩn thế nào? Từ chỗ ông Lên ra này, từ búi này phóng ra này, mình bảo là chỉ có lên đây hoặc xuống dưới mà. Đã bắt được nhá. Mốc. Đấy, bắt được rồi. Con thứ 5 nhá. Ôi ôi, đây rồi. Đây rồi. Ôi ôi. Ui, vào trong kia rồi. Theo mốc đây, mốc thấy rồi. Thứ 5 các bác nhé. Đang đuổi không biết đi đâu. Chắc gì nó sang bên này. Nhưng mà nó phải sang bên này, lúc vừa nghe bay là em đứng ở bên kia là em phải nhìn thấy rồi. Nhưng mà không thấy bên kia, giờ em đứng ở đoạn bên kia không. Rau nhé. Thời gian này có mưa phùn nên là rất nhiều rau. Đây nó gọi là rau cải trời này. Đây. Nhìn nó ra hoa như thế này nhé. Này. Nó cũng gần như kiểu rau cải luôn đấy. Nó mọc tự nhiên thôi. Đây rau thầu lầu nhé. Nhân tiện là thấy rau là hái vứt ba lô luôn. Vừa đổi chim vừa hái rau. Rau tốt thật đấy. Trong những cái bãi ngô này. Còn đây mới gọi là rau chim nhé các bác nhé. Có lần là em quay hái cái rau chim này, nhiều bác cứ bảo đây là rau cải trời. Chỗ em gọi rau này là thuộc họ với rau bồ công anh. Theo tiếng dân tộc Dao mà dịch ra thì gọi là rau chim. Ý gọi là mùa chim về ấy. Mùa chim về thì nó mới mọc ấy. Sau khi mà ngô đã già vào đông thì thời tiết lạnh và có mưa phùn, cái rau này nó phát triển rất là mạnh luôn, rất nhiều luôn. Đấy, lần sau thấy là cứ hái nhá, cải trời đấy. Cái nó kiểu như cây ấy. ăn lẩu. Nguyên rau này.
không hết luôn. Non. Những rau cải trời. Tốt thật đấy. Này cũng tùy từng năm thôi, có năm thời tiết nó không thuận thì nó cũng không được tốt như này đâu. Ướt hết rồi các bác ạ. Đây, đến giờ trời cũng sắp tối, anh em phải đốt lửa hơ quần áo ấy. Thì thành quả của chuyến đi hôm nay là 4 em rất nhiều rau cỏ, bây giờ anh em là cũng người ốt ướt như chuột lột rồi, rét nữa chứ, là đốt lửa sưởi. Còn mốc kia, con mốc cũng mệt đi ngủ rồi, cuộn tròn kia rồi. Anh em mấy hôm nay mưa thế là củi ướt hết, đốt mãi mới cháy, tranh nhau sưởi hòng cho nó khô xong rồi anh em nấu ăn nhé. Đây nha, bát đũa này, rau cỏ đây. Đấy, nhìn cái đống gì kia. Bốn em nhé. Lúc cái đuổi có thấy lạnh đâu. Con rừng nghỉ là lạnh nhất. Thì nghỉ đấy là còn lười nữa cơ. Nếu mà không muốn đi nữa. Đây là rau gai nhé. Thời tiết mưa là nhiều rau ăn không bao giờ hết được. Thầu lầu này, rau chim này. Rồi lấy hết ra chưa? Này, cải trời này. Toàn rau ngon. Tước ra nhé. Luộc còn tất cả bên này là làm một nồi à? Làm nồi. Nhiều nhiều ấy nhỉ. Không cần kiềng luôn. Ui. Bình tĩnh, run run ít thôi. Mình run mình run mình. Ngon nhé. Món đơn châu chấu. Anh em mình đi đến đâu nóng có. Nước này màu tím nhé. Uống vào chống đông lưng. Nhặt được cái rổ đâu ấy. Rổ cũng chẳng biết đâu. Có cái lán này. Trời sắp tối rồi ạ.
áo này giờ cháy hơn thoải mái nhỉ. Có cháy lắm mà dặn trời. Mệt chưa? Mốc. Mốc. Mệt rồi. Nằm xe lửa. Xem xong rồi thấy ngủ ngon đấy, đẹp. Cho vừa cho cơm ăn rồi đấy. Lạnh kìa, đây, ngồi đây cho ấm, như đây. Nằm đấy lạnh như đây, ra đây cho ấm này. Đấy. Nồi rau đặc xịt luôn đấy nhỉ. Xịt luôn. Khổ lốn, tất cả các loại rau. Rau má để ăn sống thôi. Ừ. Cũng vừa thôi, không hết rồi. Quá chật rồi. Cái đúa dữ rồi. Một bát ớt luôn. Vậy. Chà màu. Khỏe ấm. Gạch bé ăn cho gì? Đây nha. Ừ, thớt này, đây sau còn dùng. Ừ, sau còn. Dạ. Không. Bốn người bốn em thỉnh thoảng thì có bốn người hai em đã đủ ăn rồi, bây giờ bốn người bốn em thế này thì mấy người một em luôn nhỉ. Rau gai bốn em chim, đây là rau sống này. Biết nay anh lại đi vặt đâu lại ít kiệu về ăn sống nữa. Lên anh ơi. Ừ, thấp quá không? Thấp quá nha. Cầm đấy này. Ăn là đồ nướng. Đi ra. Thôi à, em phép mời toàn thể các bác nhá. Ôi, tầm một ngày là được một ngày dầm mưa đấy. Vừa rét vừa ướt. À, cuối cùng thì thôi, em mời toàn thể các bác nhá. Từ bữa tối với lại bốn anh em nhá. Thôi em mời toàn thể các bác nhá. Thôi mời toàn thể các bác nhá. Cái nước chấm cái đồ khô này nó cạn ngay á. Ê, nhiều à. Ăn đi. Nhiều lên. Ăn đi. Ăn đi. Chấm ngập rồi. Sau một ngày mệt mỏi, giờ được ngồi ăn ngon hết. Mình gặp mưa kiểu này là mệt người hết đấy. Có người không kịp, không quen là còn ốm ấy. Ốm mà có người. Mưa ngấm rồi. Em gặp một bác nữa bảo thằng em không được mũ vào mưa nhỉ, ốm đấy mà không sao bác ạ. Rau cài có mấy nhất nó mập ngọt thật đấy. Này chấm bé tuyệt vời. Ê, ngọt quá.
Đấy. Làm nào lấy được cái giống đầu gai này thì này, rau hổ lốn này. Ở này ăn ngon thật đấy, hổ lốn luôn. Dạ dày à? Ừ. Có 4 dạ dày. Có dạ dày em một cái rồi, anh Chí một cái rồi. Còn một cái thì á bệnh nữa. Tí nó thịt, tí nó ra thì ăn sau nhé. À đây này. Đây này. Đấy. Đây. Đang bị vướng cái dây này. Thôi, em mời các bác nhá. Mê ấy. Mê chim. Mê chim. Úi, hết rồi. Đèn mới đấy. Để test thử xem có được 15 tiếng như kiểu quảng cáo không. Chắc là được. Ừ. Móc đi ra. Này có ăn cái này đâu mà. Không không sấy bằng cái bé bằng cái kia nhỉ. Ừ. Sao? Coi thấy trồn không? Ê, coi ra có một con đang bậu cái đấy. Thôi ăn đi. Đi nhìn trồn một lúc quay lại mơ mà không thấy nữa ấy. Ui, đi. Cảy phết đấy. Kẹp kiệu. Ăn ngon. Ngon, ngon, ngon. Con cái này ngon hết. Với nhau má cho một kiểu à. Với nhau má đang ngon hơn. Của anh này, đúng vậy, trên đường, này ngoài bãi, không có vậy là, đúng mặt ướt, cái đục khô má này. Chắc là lúc em lội vào ướt hẳn đấy. Lúc mà còn lội, lúc còn chim bay cho. Đội này chỉ ướt em... ngoài thôi. Ướt ngoài không không ướt hẳn nên là... Em ướt đến đây. Cái nào nãy đứng gần lửa đấy thì... Có một khoảng, vẫn còn một khoảng khô ấy. Nó khô nhanh hơn. Cái chén đầu cũng lúc bốc đi cho nó ấm người thế nào. Đi cả ngày ngồi nhớ cái chỗ này gốc chuối không? Lúc về dùng tạch ấy. Gắp rau kiểu gì đây? Ôi ôi, con gà chết đấy. Rồi, gà chết cũng ăn. Ăn thì giờ có sức khỏe. Ừ. Ôi, chim con chạy quận nhanh tí khỏe đi. Cái con cuối cùng đấy cũng to. Bày ác thật đấy. Nó phải bay ác hơi đầu mà, mưa mưa đấy. Mưa nó ướt cánh luôn. Một phát thì cái này ra ngoài kia lại một phát thì người kia vào trong làn. Vậy cái con ở trong bụi che cay nhờ, em cứ tưởng nó lên nữa nhờ. Lâu lâu có thể thấy con nó. Mốc nhìn dần lên dần lên dần. Mốc sủa phát lắm rồi mà, chứ chiếm cánh lên rồi. Trước đây anh Mạnh với đây với đội nhà với Biên đi đuổi cũng trốn ở đây. Cũng trốn cái kiểu đấy, chọc đi chọc về một lúc sau nó khắc thò lên trên ngọn rồi. Đọc chúng nó là nó lên. Ổn ạ, nhỉ.
Ngay lúc đấy là thấy một con chồn à? Ừ. Thế mà mốc lúc đấy đang mải là ấy rồi. Nếu mà trong trường hợp nhá, rất dễ mất ăn cả hai nhá. Đang sắp đến đoạn bắt được chim rồi, nó lại bỏ, nó lại chạy đi. Anh bảo là mang sang đây con chồn qua đây rồi, nhưng mà không dám gọi bởi vì đang mốc đang lừng con chim. Thì nó cũng không dám gọi nữa, khi nào thấy sau bắt được con chim rồi thì mới gọi với ông bảo có con chồn sang bên này. Rồi lúc bắt được con chim xong rồi mốc nó cũng nghĩ gọi là như mỗi con chim đấy rồi. Thì cũng có con chó ngửi đúng là nó toàn rút vào cái chỗ gọi là rậm nhất. Chắc hết rồi, cho nó hết luôn, kẹt cái là hết luôn thì. Ô, đã hết một đấy này anh, cái đầu cánh này. Có đến 8 cái đầu cánh cơ mà. 8 cái mà. Ăn đi, lấy đi. Ui, ăn một cái cánh á, bài ác quá, đuổi chưa hết cả quần áo. Tạm đi nhé. Ôi, chắc phải là hai hơi ạ. Ôi, đi hết cả rượu ạ. Ôi, dùng nhá. Yeah, nghe căng căng rồi đấy. Có trùng lại nhá. Là hôm nay cũng nhận là hôm nay là cũng ăn mai nhỉ. Mưa mà đi vẫn gặp nhỉ. Có phải là mình cũng chịu khó ném đá đi nhỉ. Tôi cũng nhận là mưa thế này nó ướt hết, nó cũng khỏe khỏe nhỉ. Hôm nay không. Rồi, bốn anh em xin phép tạm dừng video ở đây các bác nhá. Giờ phút này thì mấy anh em cũng khô hết rồi. Không ướt thì cũng khô rồi. Rồi, chúc toàn thể các bác buổi tối vẻ các bác nhá. Rồi, em xin phép chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Rồi em cũng chào tạm biệt các bác nhá. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ cho bên gia đình nhá. À được. Bỏ túi à? buổi tối. Chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Và cũng là xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Anh ủng hộ mua được mấy cái súng ná để mấy cho mấy anh em. Hôm nay là đỉnh cao đấy. Đỡ được rất là nhiều. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều nhá. Chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Mấy bộ tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ nhá. Mấy bộ trang phục nữa nhá. Anh Tuấn nhá. À còn mấy bộ trang phục nữa chứ quên mất. Cảm ơn anh Tuấn nhá. Hôm nay định mặc đồng bộ rồi nhưng mà do bộ của mình nó to quá nên là thôi. Thì đến phiên chợ đổi sau. Phiên chợ sau thì mới đem đi đổi được. Thì mới mặc đồng bộ nghe em được. Đúng rồi, là cũng quên mất đi. Cảm ơn nghe ná rồi không nhớ là cảm ơn cái bộ quần áo nữa chứ. Mại kiểu là mại quá đi. Nào có dịp thì anh Tuấn lên trải nghiệm anh em. Rồi anh em đi đuổi chim. Đuổi chim nhưng mà không biết là kết quả như nào đâu đây anh Tuấn ạ. Anh đi lại có ai được đâu, nhưng mà anh cũng đi anh em hay được lắm. Anh trải nghiệm bắt một mũm rồi, nào anh em trải nghiệm cua rồi cua đi, đuổi chim. Trải nghiệm bắt cua rồi cua nó rét nó cóng quá nó không kẹp được ai đâu. Nhưng mà anh có được trải nghiệm bắt cua rồi. Anh có được đi là em chạy suối thì anh phải chạy suối em phải đứng trên cạn để có chim ăn đâu. Em ra em bảo phơi mái quần áo con phố. Hôm đấy chạy ra suối như kiểu là đứa trẻ con nữa. Ăn cua không hết, cái vụ anh Tuấn ăn cua không hết còn bỏ quên cả trên rừng không mang về mà.